chào anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với anh chị về một loại súng phun của bên em. Nó là súng phun hoa sen, có mã là 9082. Thì cái loại như này á, thì anh chị có thể phun tưới rau hoặc là tưới cây đều phù hợp. Thì nó làm bằng chất liệu nhựa ABS chống UV, cho nên là mình để ngoài trời thì nó sẽ không lo là sản phẩm nó sẽ bị hư hỏng nha anh chị. Thì em sẽ mở thử sản phẩm và test cho anh chị xem nha. Dạ, cái súng phun này nó như thế này. Thì khi mà mình sử dụng á, mình chỉ cần nối vào cái khớp nối nhanh. Khớp nối nhanh thì như thế này. Em dùng với cái khớp của Claber. Mình có nối xong á, thì cái sản phẩm nó sẽ như thế này. Nó nối vào cái khớp, một cuộn dây và một cái vòi. Bây giờ em sẽ test nước cho anh chị xem nha. Như tên, đúng như tên gọi thì cái sản thì đây là chế độ nước tưới hay xe. Thì tiêu nước ra rất là nhẹ, anh chị có thể tưới cây, tưới rau mà không lo là rau nó bị dập vỡ. Cái súng này thì nó có hai cái độ nước, anh chị chỉ cần nhấn vào thì cái nước nó sẽ mạnh hơn. Còn khi mà mình muốn tắt á, mình chỉ cần nhấn vào cái nước màu đen ở trên này thì tự tắt nước nhanh. Ở đây nó có hai cái khớp, khi mà mình sử dụng mình chỉ cần nôi đặt vào, bóp vào cho nó vừa một trong hai cái khớp này á, thì nước nó sẽ tự thay đổi, nước nó sẽ tự bật lên. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hãy liên hệ ngay với Claber để được tư vấn và mua hàng nhé.